Ngày hè nắng nóng, những món ăn từ thịt luôn tạo cảm giác ngán ăn trong bữa cơm gia đình. Vì vậy, người nội trợ cần đổi vị các món ăn từ thịt sao cho phù hợp để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, chống ngán là điều rất cần thiết. Thịt ba chỉ rang vải thiều là món ngon lạ miệng, giàu dinh dưỡng và chống ngán trong ngày hè. Thịt heo được xem là loại thịt giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin, sắt cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chọn mua thịt heo, người nội trợ cần lưu ý lựa chọn thịt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tránh mua phải thịt bơm hóa chất hay sử dụng chất tạo nạc salbutamol trong chăn nuôi. Chúng ta nên chọn miếng thịt có da mỏng, màu mịn tươi hồng. Sớ thịt săn, ngửi không có mùi gì khác hơn mùi thịt. Chọn thịt heo lứa vừa, không chọn heo lớn. Chọn mỡ giòn, không chọn mỡ hột. Thịt heo tươi sẽ có màng ngoài khô, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả. Bóc vỏ, cắt sơ cù săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt. Dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm, nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Các thớ thịt đều, đường cắt mặt thịt khô ráo, thịt hơi rít, cơ hơi xe lại, lớp bì mềm, mỡ màu trắng trong đến hơi ngà. Đặc biệt, cần mua thịt đã qua kiểm dịch, có dấu của đơn vị thú y. Tuyệt đối không mua thịt ở vệ đường hoặc thịt lợn đã có dấu hiệu bị hỏng để chế biến. Người nội trợ nên cẩn trọng để tránh mua phải thịt heo nhiễm bệnh. Đối với những con heo mắc bệnh bề mặt da có những nốt bầm hoặc lấm tấm xuất huyết, thịt nhão, tai lợn bị tím, thịt có màu vàng. Thường ngày thì tôi vẫn hay đi chợ để mua thức ăn cho gia đình. Trong đó thì gia đình tôi vẫn hợp cái khẩu vị về cái món thịt ba chỉ, nhưng mà vừa rồi thì cũng có cái thông tin là thịt ba chỉ là có thịt lợn nó có cái chất tạo nạc, cho nên mỗi lần đi chợ thì tôi cũng băn khoăn, nên để mà chọn thức ăn cho gia đình mình được chuẩn thì cũng chưa có cái kỹ thuật nào để chứng minh rằng là thịt nào là ngon hay không ngon, chỉ bằng mắt thường vì là những cái kỹ năng sống thường ngày của tôi. Thì tôi trước hết là muốn mua một miếng thịt lợn ngon thì tôi phải đặt rờ tay vào cái thịt nó có ấm nữa hay không, cái chất dẻo của nó như thế nào. Và rửa thịt lợn thì phải có cái ít mỡ, ít nạc để nó hòa lẫn nó nhau. Thì khi đó mình về ăn miếng thịt thì nó có những cái chất nhụy nhàng hơn trong bữa cơm. Cái thứ hai nữa là về món thịt ba chỉ, nó cũng có rất nhiều món để mình chế biến. Ví dụ như mình làm quay, làm luộc hoặc là gọi ném. Cũng có thể mình nấu là giả cây lên thì cũng ăn được. Nói chung cái món ba chỉ nó cũng tạo ra được cái nhiều món cho thức ăn gia đình. Vải thiều chứa nhiều các vitamin nhóm B như thiamin, niacin và riboflavin, beta-carotene, vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Khi mua vải, ta cần chọn quả tươi ngon, nhìn kỹ ở cuống để tránh những quả bị sâu. Với sự kết hợp hai nguyên liệu chính này sẽ tạo cho chúng ta một món ăn độc đáo, thơm ngon và giàu dinh dưỡng.
Thịt ba chỉ chế biến được rất nhiều món ngon nhưng lạ miệng và dễ ăn nhất phải kể đến thịt ba chỉ rang vải thiều. Món ăn này sẽ đem đến cho chúng ta đầy đủ vị chua cay, mặn ngọt, lạ miệng, rất dễ ăn trong thời tiết nắng nóng. Nguyên liệu: thịt ba chỉ 1 miếng, vải thiều 0,5 kg, hạt nêm, đường, nước mắm, hành tăm, hành lá, tiêu, ớt, bột ngọt. Vải thiều tách vỏ và hạt, lấy phần thịt bỏ vào bát tô sạch. Vải là một loại trái cây mùa hè rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngừa ung thư, cải thiện tiêu hóa. Vải có hàm lượng đường cao, dầu axit hữu cơ, carotin, các muối khoáng, CaFeP, các vitamin B1, B2, C. Trong đó, dưỡng chất quan trọng nhất trong quả vải là vitamin C với 71,5 mg trong 100 g. Đây là hợp chất giúp chống oxy hóa mạnh, cải thiện chức năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể, chống lại các bệnh thông thường như ho, cảm lạnh, cúm. Ngoài ra, trẻ nhỏ được khuyến khích ăn vải giúp phòng tránh và điều trị căn bệnh suy dinh dưỡng thấp còi do thiếu vitamin C. Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, thái mỏng khoảng 2 cm. Ướp cùng với các gia vị, súp, tiêu, nước mắm, hành tăm khoảng 5 phút. Thịt heo chứa nhiều vitamin B1, B6, B12, A, D. Vitamin B1 trong thịt heo làm chức năng xúc tác sự chuyển hóa năng lượng từ não và tế bào thần kinh với nhau để giúp não phát triển tốt. Thành phần vitamin B2 dồi dào trong thịt heo có chức năng giải độc cho cơ thể và vitamin này quan trọng trong việc bảo vệ da. Người thiếu vitamin B2 thường mắc các triệu chứng viêm da quanh ở miệng. Bắc chảo lên bếp, phi đường và hành tăm chuyển thành màu cánh gián. Cho thịt ba chỉ đã ướp vào, đảo cho ngấm gia vị. Đến khi thịt chín, sau đó cho vải thiều vào xào đủ ngấm, rồi cho hành lá vào đảo đều, đổ ra đĩa. Cho thêm vài lát ớt tươi là được. Món này ăn nóng với cơm rất ngon và giàu dinh dưỡng. Khi chúng ta chế biến món thịt ba chỉ rang vải này, thì chúng ta cần lưu ý những hai điểm, đó là khi thắng được hàng, chúng ta phải thắng được hàng cho màu cánh gián đẹp, quyền vào món ăn nhìn họ sẽ đẹp. Thứ hai là chúng ta phải giảm bớt số lượng đường, vì khi trong vải là có ngọt rồi nhưng chúng ta phải giảm để tạo ra cái vị chua cay mặn ngọt cho món ăn được hấp dẫn và ngon hơn. Khi chế biến thịt heo, người nội trợ cần lưu ý những thực phẩm không nên nấu chung với thịt heo như thịt bò. Thịt heo tính hàn, còn thịt bò lại tính ôn, ích khí. Chính vì vậy, chúng tương khắc nhau. Đậu tương. Phốt pho trong đậu tương có khả năng làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt heo. Gừng sống. Thịt lợn thuộc thủy, gừng sống thuộc hỏa. Khi ăn vào, thủy hỏa tương khắc sẽ sinh ra trứng phong thấp, sẽ nổi lên các nốt đen ở mặt.
Thưa các bạn, trong tiết trời nắng nóng như này, món ba chỉ rang vải là một món ăn giúp chúng ta chống ngán và có rất nhiều dinh dưỡng từ vải và thịt ba chỉ, cho nên rất phù hợp cho gia đình chúng ta. Trong vải thì có rất nhiều vitamin và trong thịt ba chỉ thì có nhiều chất dinh dưỡng, cho nên là món thịt ba chỉ rang vải này là theo tôi rất hợp với gia đình chúng mình. Bóc vỏ, cắt sơ cùi rồi ngâm đường để tủ lạnh ăn dần. Bóc vỏ, cắt sơ cùi, trần sơ nước ấm, pha tí muối để loại bỏ những vỏ dính li ti trên vải. Nấu nước đường, để nước đường nguội rồi mới bỏ vải vào ngâm. Bóc cùi rồi để hộp bảo quản trong ngăn đá, khi nào ăn thì bỏ ra. Mua vải về, bóc vỏ rồi ngâm ngay vào nước đường phèn, có một chút muối, dùng được hơn một tháng. Bóc vải, xay ra, lọc bỏ bã. Nếu có máy ép thì tiện hơn, bỏ chai, để tủ lạnh dùng dần. Lưu ý, bảo quản vải với cách này chỉ để được tối đa trong một tuần. Muốn để lâu hơn thì để vải ở ngăn đá, cho thành đá. Cách này cũng có thể để hết mùa hè. Khi ép vải, cho thêm chút đường để vải thêm độ ngọt.